Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Trẻ con trai ngậm rắn hổ mang trong miệng rồi quay video đăng mạng xã hội, một phút sau bố chứng kiến cảnh ám ảnh. Tai nạn đau lòng xảy ra tại quận Kamaradi, bang Telangana, Ấn Độ mới đây đã khiến cộng đồng mạng nước này không khỏi bàng hoàng. Mọi chuyện bắt đầu khi Sivarai, một chàng trai mới 20 tuổi, đã thực hiện một thử thách mạo hiểm với rắn hổ mang và nhận cái kết đáng sợ. Đoạn video được Srinivas, biên tập viên của tờ Telangana Today chia sẻ lên X, trước đây là Twitter, vào ngày 6 tháng 9 đã khiến nhiều người xem phải rùng mình. Được biết, đoạn video dài 44 giây ghi lại cảnh chàng trai 20 tuổi đứng giữa đường và ngậm đầu của một con rắn hổ mang. Lúc này, con rắn hổ mang vẫn còn sống và đang cố gắng vùng vẫy để tìm cách thoát thân nhưng bất thành. Trong khi thực hiện hành vi nguy hiểm này, chàng trai trẻ luôn thể hiện bản thân rất thoải mái. Cuối video, Sivarai còn thong thả đứng vuốt tóc và làm dấu hiệu kêu gọi mọi người thả like ủng hộ. Được biết, Sivarai và cha anh kiếm sống bằng nghề bắt và giết rắn. Hai cha con Sivarai cũng là người đã bắt con rắn này. Và theo lời kêu gọi của cha, Sivarai đã quyết định quay video để đăng lên mạng xã hội. Thế nhưng không lâu sau khi bắt đầu quay, Sivarai đã bị chính con rắn hổ mang này cắn và tử vong thương tâm. Cha của Sivarai là người chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này đã không khỏi bàng hoàng. Người đàn ông vô cùng hối hận nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Sự việc sau khi được đăng tải đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về những hiểm họa khi tiếp xúc với động vật hoang dã, đặc biệt là những loài bò sát có độc, cũng như hành động mù quáng vì muốn nổi tiếng trên mạng xã hội. Cái chết đầy thương tâm của chàng trai trẻ cũng đã khiến cộng đồng mạng Ấn Độ phẫn nộ, vô số người để lại bình luận phản đối những thử thách nguy hiểm tương tự. Trong một sự kiện gần đây xảy ra tại quận Vijayapura của Karnataka, một thử thách nguy hiểm khác cũng đã cướp đi mạng sống của 4 người. Được biết, khi hai người đang thực hiện những động tác mạo hiểm trên xe máy thì bất ngờ mất kiểm soát, chiếc xe sau đó đã trượt dài và đâm vào hai người đứng bên lề đường. Hành động nguy hiểm này đã khiến cả 4 người tử vong ngay tại chỗ.